Hi hi hi, xin chào tất cả các bạn. Thầy Mò hôm nay trở lại đây mang lại một cái dự án rất là nhỏ mà nó thiết thực cho các bạn nè. Cái miếng này á là một cái miếng mạch sạc của pin 18650. Mỗi một cái miếng sạc như thế này á, chúng ta làm một cái đốc sạc. Cái này gọi là cái khay sạc nha các bạn. 18650. Thì cái mạch sạc này nó rất là ok. Mình đã test thử rồi. Cái mạch sạc này á dùng cho cái chấu micro SD. Khi mà mình cắm sạc vào á thì các bạn thấy một cái đèn á, nó chớp chớp lên, đó là đèn đỏ. Và chưa có tải á thì nó sáng cái đèn xanh một tí. Nào chúng ta hãy đo cái ngõ out của nó ra là 4V1. Khi chúng ta sạc đầy pin nó là 4V1 nha các bạn. Ngõ này là ngõ cung cấp đầu vào. Chúng ta có thể cung cấp đầu vào ở cái B cộng và B trừ. Nhưng mà ở đây tôi hướng dẫn cho các bạn hàn vào một cái đốc sạc để chúng ta sạc bằng cái cục sạc điện thoại di động. Cắt một đoạn dây. Và các bạn nhớ công đoạn này, khi các bạn mà muốn hàn vào trong cái nhựa nó dễ chảy thì các bạn phải xi trì hết các cả các dây điện nha. Các bạn xi trì vào. Khi các bạn chấm chì vào thì nó sẽ dính vào ngay. Nếu không thì nó sẽ bị chảy nhựa do sức nóng của cái mỏ hàn gây nên. Rồi, đơn giản là chúng ta hàn ngõ ra là cộng vào trong cái đế sạc và trừ vào trong cái đế sạc. Chỉ vậy thôi. Thế là chúng ta đã làm xong rồi. Đơn giản đúng không nào? Đây là cổng sạc micro SD. Chúng ta hãy cắm vào từ cục sạc hoặc là cục sạc dự phòng. Thì lúc này các bạn cắm vào thì hai đèn nó sáng lên, và đưa cục pin vào thì đèn đỏ lập tức sáng, đèn xanh không sáng. Và khi chúng ta sạc đầy cục pin thì tự động nó sẽ ngắt và đèn xanh nó sẽ báo sáng. Như vậy thì khá là an toàn cho mạch sạc như thế này. Thì nếu các bạn có muốn mua mạch sạc như thế này thì các bạn hãy bấm vào đường link bên dưới, hoặc là để lại số điện thoại di động, hoặc là các bạn Zalo với thầy Mò thì các bạn sẽ được mua cái mạch này với giá rẻ. Nguyên một bộ như thế này thì các bạn mua một bộ như thế này thì chỉ có 19.000 thôi. 19.000 đồng, 19.000 đồng tiền Việt Nam mà các bạn được một bộ sạc như thế này. Mà nên nhớ nha, không có cái cục sạc và dây sạc nha các bạn, và cũng không có pin đâu. Rồi, các bạn nào muốn mua hàng thì hãy bấm vào đường link bên dưới, sẽ có cho các bạn 19.000 đồng một bộ. Xin mách cho các bạn một mẹo nhỏ, đó là khi các bạn muốn mua hàng vài bộ thì tiền ship của các bạn được tiết kiệm hơn.